Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh Dân Số TV nha. Hôm nay thằng cháu cho cô chú anh chị xem này nè. Thằng cháu mới mua một cái máy mà nó là mới mua chứ mua lâu cô chú anh chị. Máy lạ lắm, em quay cho cô chú anh chị xem nè. Nha, máy đang nổ nha. Mà lá không quay nha. Đó. Máy này là máy của Honda. Đây này. Honda, cha ông mua đó 200.000. 250 chứ. Đó, máy này là máy bơm điện nha. Máy là không phải bơm điện, máy phát điện. Để cho chú của chú chị xem nha. Để ra nè, tên ra. Mà ông cha mua 250 cho Bình Dương á. Về giờ ông cháy vô cái máy. À, máy bơm nước nha. À, mua máy 250 mà bán cái bơm 110 á, mua cái cục phát điện 110 á. Bán được 250 luôn, chạy máy là quầy vốn của chú anh chị. À, trong này chắc có cái bố của chú anh chị. À, cái bố á, nếu mà máy đang chạy nha, mà cái cốt mà đâu quay đâu. Cha đứng đưa tay vô nha cha. Lên ga cái nha. À, lên ga nó hầu lên ga đi. Tay ga tự động đã lắm. À, lên ga nó quay nha. Đó, còn nếu mà chạy ra ga anti là nó không quay nha. Rồi, tắt luôn. Máy mua 250 mà bán được cái cục phát điện chỗ này 250 luôn là do giá máy này quầy vốn. À, giờ mua cái dàn xích xi 250 giờ làm cái bơm đang vô đồng rút nước của chú chị à. Còn cái máy trong đồng thì mượn của ông chú nha. Máy này em không biết mấy ngựa nữa, để Honda thôi. Cái này 2.8B là không lẽ 2 ngựa 8 hả? Giật phát là nổ liền. Cho chú chị xem. Ga này ga anti nha. Chạy đã lắm. Ga anti. Chạy lại nhảy nha. À. Cái bô nằm đây. Này chạy bô e luôn nha. Đây bô e trên này. Đã lắm. Đây, để mua dặn cho chú chị xem. Em lần đầu tiên cũng thấy cái máy luôn á. Đây cái bô e là đây nè. Ừ, máy xài bô e luôn, độc lạ, bên Bình Dương là phải rồi. Cái máy này có cuồng điện của chú anh chị. Đây máy mà nổ là mấy cái điện này mình xài đèn được luôn á. Em quay clip ngắn cho cô chú chị xem nha, không có dài đâu, có một chút à. Này làm mua cũ đi tiện lợi của chú anh chị, tiện lợi chứ không có phải được gì đâu, làm được cốt lại cho em. Cái máy này quá đẹp luôn, có ram tay chạy xịt đã lắm. Độc lạ cái em thích cái là cái bô nằm đây, cái bô e nằm ở trên luôn, quá êm luôn. Còn cái mặt trước thì mắc cười lắm, mặt trước nó gì lần đầu tiên mới thấy. Giờ test của chú anh chị. Khô nước luôn. Dạ, kết clip tại đây nha. Cảm ơn cô chú và anh chị và các bạn đã xem hết clip em nha. Hẹn cô chú anh chị và các bạn vào clip tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.